Ồ. Chạy gấp, chạy gấp, chạy gấp, gấp. Xong rồi. Chạy ngay. Oh shit. Bây giờ rồi. Rồi ạ. Wow. Chết tiệt. Rồi mày khóa tao đi. Kiểu tao bom, cỡ bom. Quả nhảy giờ ngu quá. Không MP được. Ui sặc. Thằng cứu ông toàn. Mẹ là cày thế đấy. Đấy. À, đúng là cảm giác là nó hát bên cạnh nhức đầu kinh khủng luôn. Còn một lần tự thoát mà. Nhưng mà thôi. Không. Cái Tiếng vấn đàn đề. bà nó ác chế hết tiếng nói luôn rồi. Vậy cả hai bà sao? Thôi từ từ ra mấy bà. Cái cảm giác nó hết chứ không phải nó hát nữa. Vậy cả nhà. Thôi rồi tôi cũng tạm tâm bích. Ông cứ tâm bích là được rồi. Ok. Vấn đề là nếu như mà tất cả những cái thằng lính mà đều đang trong tình trạng là bị ấy, bị bọn Seeker nó chém ấy là chết luôn đấy, mình không ai cứu mà. Bây giờ nó khô lắm chứ không không như ngày xưa đâu. Xem nào, tổng kết lại tí à, bao lâu năm còn hơn 3 tháng, cái này còn 2 tháng, hơn 2 tháng nữa thôi. Tiếp đến tháng 6 này là cuối tháng 6 này là hết này. Mày bây giờ chắc phải cố gắng làm đầy để bên thứ hai nó còn thể sao một thêm bảy trong 17.800 sang 1.339 hơn 30.000 XP nữa để lên level lên 3 chấm. Không có cái tần như này, nếu như mà mọi đây có một lời khuyên từ tôi luôn này, nếu như mà mọi người không có ý định mua cái xếp alo thứ hai như thế này này thì chỉ cần mua 567 là được rồi đấy, không phải Long An ơi, đắt hơn nhá, con số đấy phải hơn 900k đấy nhá Long An ạ, 900k đắt lắm đấy. Có được không? 284 là 568 cộng với ba 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 bill để tôi vào cửa hàng tôi check luôn cho mọi người. Và trang bị đây 240 240 568 cộng 340 là 928 alo 998
đúng, quên mất thì cảm ơn ta cái tema nhá. Chỉ linh 8. 900k đấy Long An ạ. Nếu như mà mọi người không thực sự có ý